cho các bạn, hôm qua thì mình đã gửi các bạn video một chiếc Xiaomi Mi 2S đầu tiên ở thị trường Việt Nam, và rất nhiều bạn hỏi là với cái chiếc máy mà nó chạy qua chip Qualcomm S845 mới nhất như này thì cái hiệu năng của nó như nào khi so với siêu phẩm hàng đầu hiện nay như chiếc iPhone X hay là Galaxy S9 Plus chẳng hạn. Và hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái video so sánh hiệu năng cũng như là test để xem là chiếc Xiaomi Mi 2S với con chip Qualcomm S845 với chiếc Galaxy S9 Plus phiên bản Hàn nó hiện tại đang được chạy con chip Exynos 9810 thì đâu sẽ là chiếc máy nó sẽ có hiệu năng tốt hơn. Vì các bạn biết là chiếc S9 Plus thì hiện tại nó cũng có phiên bản chạy chip Qualcomm dành cho thị trường Mỹ là phiên bản S845. Tuy nhiên hiện tại cái phiên bản này chưa về thị trường Việt Nam. Vì vậy mình sẽ sử dụng cái phiên bản chip Exynos 9810 giống như bản chính hãng Việt Nam để test với chiếc Mi 2S này. Và các bạn biết là cả hai chiếc máy trên tay mình thì hiện tại nó đều đang là phiên bản 6GB RAM. Với S9 Plus Hàn này thì nó đang có bộ nhớ trong cao nhất lên tới 256GB. Trong khi đó với chiếc Mi Mix 2S này thì nó đang có bộ nhớ trong là 64GB. Hai sản phẩm đang chạy trên nền tảng Android 8 mới nhất. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra lại cho bạn một chút đã trước khi mình khởi động lại. Đó thì mình sẽ đo thử cái điểm AnTuTu đi để xem là cái tương quan lực lượng, tương quan cấu hình của hai chiếc máy này nó như nào. Rồi cái điểm AnTuTu thì mình thấy chiếc Mi Mix 2S thì nó cho hiệu năng khá là nổi bật. Nó sẽ có cái điểm AnTuTu cao hơn với chiếc S9 Plus một chút. Tuy nhiên thì cái điểm này nó chỉ là để các bạn tham khảo thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt ứng dụng này đi và sau đó sẽ khởi động lại. Rồi chúng ta cùng chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi lên thì mình sẽ so sánh giá một chút là hiện tại Mi Mix 2S đang là chiếc máy có giá phải nói là chạy con chip Qualcomm S845 rẻ nhất. Nó đang có giá ở diện thông minh đang là 14.290.000. Trong khi đó chiếc Galaxy S9 Plus Hàn thì đang có giá từ hơn 18 triệu. Như vậy rõ ràng về mức giá thì chiếc Mi Mix 2S nó tốt hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì hai máy đã khởi động xong thì mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa và các bạn thấy nó chưa có bất kỳ ứng dụng nào được bật vì đây là hai chiếc máy nó có cấu hình của nó là quá là khủng rồi. Vì vậy mình sẽ không test những cái ứng dụng lảng nhàng nữa mà mình sẽ đi luôn vào những game có khá là nhiều cái game nặng ở đây, thì những cái game các bạn thường chơi và mình cũng để vài cái game nhẹ nhàng để chúng ta bắt đầu test là cái tốc độ cũng như khả năng chạy đa nhiệm. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Ở đây thì mình đều kết nối hai cái sản phẩm này với cùng cái mạng wifi. Rồi bắt đầu Candy Root. Rồi game đầu tiên chúng ta thấy là trong một tích tắc là chiếc Mi Mix 2S đã vào hơn trước. Rồi 1-0. Tiếp đến game thứ hai, game đua xe bãi biển này. Rồi cái này gần như là tích tắc, hai sản phẩm vào cùng với nhau một chút. S9 Plus thì hơn chỉ một tích tắc một chút thôi. Tiếp theo game Subway Surfer. Rồi Mi Mix 2S đã vào trước. Chúng ta có thể thấy là cái tốc độ xử lý của chip Qualcomm theo mọi năm thì nó luôn mạnh hơn chip Exynos đến từ Samsung. Rồi Temp Run 2. Rồi tiếp tục một lần nữa thì Mi Mix 2S lại giành chiến thắng. Rồi tốc độ rất là kinh ngạc. Tiếp theo mình sẽ đến cái tựa game đó là Chém Dưa Fruit Ninja. Vâng, một lần nữa thì Mi Mix 2S lại giành chiến thắng. Tiếp đến chúng ta sẽ có một game Skyfox. Vâng, như vậy ngay lập tức là chưa cần hiện logo thì Mi Mix 2S đã vào trong game rồi. Và bạn thấy là 1-0 nữa cho Mi Mix 2S. Và chúng ta đã trải qua 6 cái tựa game nhẹ nhàng và chúng ta thấy trong 5 tựa game thì Mi Mix 2S đã giành chiến thắng. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến 4 cái tựa game nặng cuối cùng để xem chiếc máy nào có hiệu năng tốt hơn. Rồi, đầu tiên sẽ là game Crossfire Zone. Đây là game đột kích trên mobile mình rất là thích chơi. Các bạn thấy là có vẻ như chiếc S9 Plus chúng ta thì cái game này chưa được tối ưu cho lắm khi mà các bạn thấy là viền đen ở hai bên còn thừa khá là nhiều. Trong khi đó chiếc Mi Mix 2S của chúng ta thì đã được tràn viền nhìn rất là đẹp. Vâng, với game này thì nhiều khả năng là chiếc Mi Mix 2S chúng ta lại một lần nữa giành chiến thắng. Đó, nó đi vào rất là sâu rồi. Nào một chút nữa thôi, vâng, chính xác là như vậy, Mi Mix 2S chúng ta đã giành chiến thắng trong game này. 1-0 nữa cho Mi Mix 2S. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một game nữa, đó là Shadowfire 3. Rồi, bắt đầu. Đó, các bạn thấy là một lần nữa thì chiếc Mi Mix 2S tỏ ra vượt trội trong phần hiệu năng này. Tiếp tục sẽ là game Asphalt 8, một game mà các bạn thấy mình rất là thường test trong những cái bài đo yêu cầu những sản phẩm có hiệu năng cao. Và trong game này thì sao? Đây là game thứ 9 rồi. Rồi các bạn thấy rất nhanh chóng, một lần nữa thì Mi Mix 2S chúng ta lại giành chiến thắng dù cái khoảng cách chênh lệch là không nhiều. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào trong cái màn game để xem tốc độ load như nào.
quảng cáo. Rồi, bỏ qua quảng cáo, chúng ta sẽ đi vào bên trong. Rồi, bắt đầu. Đó, cái này thì khi vào bên trong thì hai máy gần như tức thì. Và cùng chúng ta sẽ đi đến game Rule of Survive. Nó rất nhanh chóng và Mimic HS chúng ta cho tốc độ cực kỳ tốt. Vâng, đã vào bên trong. Vâng, 1-0 nữa cho chiếc Mimic HS chúng ta. Như vậy là rõ ràng các bạn thấy là trong 10 tựa game của chúng ta thì gần như là 9 trên 10 chiếc Mimic HS đã giành chiến thắng. Có những tựa game thì cái độ chênh lệch nó hơi nhiều một chút, nhưng có những tựa game thì gần như tích tắc. Đặc biệt những game nặng thì cái khả năng chênh lệch nó không nhiều. Như có một số tựa game nhẹ nhàng thì Mimic HS tỏ ra khá là vượt trội. Như vậy các bạn thấy về tốc độ rõ ràng chip Qualcomm S845 nó hơn hẳn chip Exynos 9810 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đo đa nhiệm. Thì mình nghĩ là với RAM 6GB trên hai sản phẩm này thì có lẽ là hai cái chiếc máy này sẽ không phải lỗi lại game nào, tuy nhiên chúng ta cứ vẫn thử xem. Rồi bên mình sẽ, các bạn thì mình sẽ bật lại toàn bộ những game mà chúng ta đã bật lên, có 10 game ở đây. Đó, đều được load rất đầy đủ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lại từ đầu những game nhẹ nhàng trước. Game thứ nhất, cả hai đều không phải lỗi lại. Game thứ hai, cả hai phải lỗi lại rồi, thật đáng tiếc. Tiếp tục đến game thứ ba, không phải lỗi lại, nhưng mà chúng ta khả năng trải nghiệm trên hai máy này nó khá là tương đồng nhau. Đó, có những game cùng lỗi lại và có những game đều không phải lỗi lại. Chén dưa. Rồi không phải lỗi lại. Tiếp theo chúng ta sẽ đến Skyfall. Không phải lỗi lại luôn. Đi đến tựa game nặng, Ghostwire Legend, không phải lỗi lại. Shadowfire 3. Rồi tương tự như vậy. Aspan 8. Như nào đây? Rồi đều không phải lỗi lại. Và cuối cùng sẽ là Rule of Survive. Rồi như vậy rõ ràng cho anh thấy là khả năng chạy đại nhiệm hai trên hai máy rất là tốt, 6GB RAM thì đương nhiên là nó mà đốt lại thì mới là lạ. Rồi như vậy thì các bạn thấy là rõ ràng về hiệu năng thì Mimic 2S có một giá rẻ hơn và nó cho hiệu năng phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Về khả năng chơi game, trải nghiệm hai sản phẩm này khi các bạn vào chơi thì gần như không khác biệt gì nhau nhiều. Đó, và trong video tiếp theo nữa thì mình sẽ tiếp tục so sánh chiếc Xiaomi Mimic 2S với một cái siêu phẩm mới nhất của Apple, đó là iPhone X, để xem đâu là chiếc máy chiến thắng. Và các bạn hãy cùng chờ đón video này. Và các bạn đừng quên, với chiếc Xiaomi Mi Mix 2S hiện nay thì Diệu Thông Minh cũng đang có chương trình đặt hàng khuyến mại rất là ưu đãi. Các bạn sẽ được nhận một chiếc pin dự phòng Xiaomi 10.000 mAh thế hệ thứ hai, kêu là một chiếc gậy chụp ảnh selfie. Và đừng quên là đến chủ nhật ngày 8 tháng 4 này tại showroom tại 467 Lương Ngọc Quý Thái Nguyên thì Diệu Thông Minh sẽ có chương ưu đãi hấp dẫn dành cho sản phẩm Xiaomi. Đặc biệt các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng chiếc Xiaomi Mi 4 miễn phí và được mua iPhone 6 với giá chỉ 1.999.000, kêu smartphone không đồng. Cũng giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.